Kính chào quý khách, sau đây là clip hướng dẫn cài đặt email a.fpt.vn trên điện thoại iOS sử dụng giao thức POP3. Quý khách hãy đảm bảo điện thoại của quý khách đang kết nối Internet. Quý khách chọn mở, cài đặt. Chọn mở, mail, như trên biểu tượng màn hình. Chọn tài khoản. Thêm tài khoản. Thêm tài khoản mail. Quý khách điền đầy đủ địa chỉ email và mật khẩu. Sau đó chọn tiếp. Quý khách chọn POP. Tiếp theo, quý khách cài đặt server nhận mail với các thông số tương ứng sau. POP3 server email.fpt.vn. Quý khách cài đặt server gửi mail tương ứng SMTP server omail.fpt.vn. Quý khách chọn lưu. Quý khách sẽ thấy thông báo không thể kết nối bằng SSL. Quý khách chọn có. Quý khách chọn SMTP omail.fpt.vn sử dụng SSL tắt cổng máy chủ 587. Chọn xong. Quý khách chọn tiếp nâng cao. Sử dụng SSL tắt cổng máy chủ 110. Cuối cùng quý khách chọn xong. Quý khách vào email trên điện thoại. Như vậy là quý khách đã cài đặt email a.fpt.vn sử dụng giao thức POP3 trên điện thoại iOS. Nếu cần phục vụ gì thêm, quý khách vui lòng gọi tổng đài 1900 6600.